ca mọi chuyện nó dễ dàng gì đâu em. Tụi mày quậy đâu gì đâu mày. Đâu tụi mày. Mày ho mày ho mày ho đi mày ho đi. À Covid luôn rồi. Mày chạy sao mày chạy sao mà rọt cái chồng sách xuống nha. Ta ra. Gì hả? Trời ơi, sao mà cậu bắt mấy đứa nhóc mày chạy khắp nơi vậy? Trời ơi, tôi đang tụi nó bị phạt á mà. Trời ơi, chạy tới đây làm gì không? Ông con nhóc ơi, chạy tới đây lên. Ê, nhưng mà ta đã qua đây có chuyện gì vậy? Thì giờ ta muốn qua đây để kêu đi thí nghiệm 5 cái nhân cách kia. Cậu muốn đi chung không? Thí nghiệm 5 cái nhân cách kia. Thí nghiệm là thí nghiệm cái gì? Mình đang thí nghiệm gì nữa? Mình đã trao cho họ là xong rồi mà. Ta đang ngồi không biết chúng nó giờ như nào á. Nên là nếu cậu muốn thì đi chung với ta. Làm cái gì đó hợp lý. Để đi kiểm tra thử coi mọi thứ như nào. Nếu không mọi chuyện nhiều khi nó vượt ngoài kiểm soát của tụi mình nữa. Được rồi. Ừ, về đi thôi. Đi thì đi. Được rồi. Chúng ta lại đây nha. Còn Luca hỏi đi, cho Luca đi chung luôn đi. Đi chung hả? Muốn tìm hiểu thêm về nhân cách này đâu? Ừ, có chuyện gì thì có Luca bảo kê tụi mình nữa. Ừ, đúng rồi. Ta đi theo với. Ta cũng coi năm nhân cách. Còn tôi thì sao? Thôi, còn giùm mi ở đây đi, để tụi tôi đi. Trời ơi, ok, cũng được. Ta coi cái làng giùm tôi nha. Tôi đi tí tôi về á. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Kêu hai đứa đó chạy nha. Cứ chạy đi. Không về. Chạy đi tụi bay ơi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Luca chắc không biết được mấy cái tên hất ghi ở đâu ta, đúng không? Hết gì nào, nhân cách nữa, ta có đâu biết đâu. Trời ơi, ta ra nói rằng là nhà quê đi. Đây thì những thằng nhân cách đấy, nó là từ một hất ghi mà ra. Đấy là một hất ghi đa nhân cách, tên là Danny Benny. Thì đúng vậy. Đã gây ra một cuộc đại chiến hất ghi rất là lớn ở lần thứ hai. Và sau đó thì chúng ta đã phải phong ở những nhân cách đấy. Và sau khi tôi gặp một tên ác nhân Huggy nữa, đó tên là... Trời ơi, có cái tên Kata thôi mà ông cũng quên tới quên lui nữa. Thôi nói chung là một cái... năm cái đứa đó là năm xài năm cái cơ thể gọi là nhân tạo của ta ra tạo ra. Và chiết xuất từ năm cái nhân cách đó qua bệnh đó cho tụi nó có nguồn sống, hiểu chưa? Vậy vậy hả? Vậy năm tên đó chắc là cũng thú vị đó. Vậy cho ta đi qua xem với. Thôi bây giờ đi, bây giờ. Nhưng mà ông biết được những cái nhân cách đó nằm ở đâu không ta ra? Ờ chứ, cứ theo tay ta gắn hết định vị lên chúng nó rồi. Ồ, nghe thú vị vậy. Đúng là ta ra nha, thú vị thiệt, thú vị thiệt. Đây 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 đây. Được rồi, bây giờ trước khi đi tôi xóa cái tổng thống của ông đã qua Luca ơi. Cả sao gió vậy? Đúng rồi, trở lại bình thường đi, mình đi nghiên cứu cái chuyện khác rồi ông nội ơi. Tổng thống gì hoài thôi, biến lại nè. Hey. Được rồi đó, bây giờ ông đã trở lại rồi. Thôi nhưng mà bây giờ ông muốn thí nghiệm về cái gì vậy ta ra? Ta nghĩ là đầu tiên thí nghiệm về cái tính tương thích của tụi nó với cơ thể đó. Đúng rồi, là sao? Là sao vậy? Là có những đứa nếu như mà nó không tương thích á, thì những cái tâm trí của nó sẽ bị cái cơ thể đấy làm hỗn loạn và biến đổi dần, khiến cho cái việc thực thể đấy nguy hiểm hơn đấy. Nghe hơi hắc hắc não ha. Ok mà thôi cũng được. Bây giờ cứ khoa học mấy thằng tiến sĩ nói hắc não quá. Đúng rồi, nói chuyện về cái gì trên trời với biển á thôi. Bây giờ ha, tôi hiểu rồi, ý là muốn thử coi nó có phải những nhân cách nó có bị biến dị hay là những sức mạnh nó được bùng phá ra mạnh hơn không hả? Đúng rồi, nếu như mình không kiểm soát được thì cái nhân cách để nói về cái nguyên dạng ban đầu của nó. Cơ thể của ta làm nó sẽ phá hủy hoàn toàn. Vậy là nó sẽ sổng ra, sau đó nó sẽ xâm chiếm gì đánh lộn từ lung tung nữa ta. Hay là điều gì bất chắc nó sẽ chảy ra đúng không? Lúc đấy thì hữu ước sẽ không còn gì hết á. Đúng thiệt các bạn ơi. Tốt nhất á là tụi mình phải đi nghiên cứu kỹ mấy cái vấn đề này, nhất là với Danny Benny. Tại vì những cái Danny Benny này á không có đơn giản như chúng ta nghĩ được các bạn à. Nó là một hất ghi đa nhân cách mà mình đã vậy còn tách nghiên cứu á, tách những nhân cách nó ra hành những cái cơ thể mới nữa. Nếu mà những cơ thể nó làm loạn á, nhiều khi là nguy hiểm lắm luôn á. Bây vậy anh bọn nó lâu vậy đi hoài vậy? Đây đây cứ đi hẹn ta ra đây, ta ra biết mà. Trời ơi bây giờ tụi nó có tay có chân, tụi nó đi đâu nó đi chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Nó gần đây lắm này. Gần đây lắm. Nó gần đây lắm, nó dưới kia kìa. Nó kìa. Từ từ. Bây giờ tôi cần nghiên cứu gì thế này, ta ra. Nói à? Sao đứng từ sau quan sát hả? Không rồi, không. Quan sát thì mình cũng đã quan sát rồi. Có vẻ như nó vẫn như thế, nó không có chuyện gì xảy ra cả. Mà nó hình như nó đang thích nghi với lại thế giới hay sao ấy. Đây nhìn nó ngồi dưới gốc cây. Nhìn nó ngồi dưới gốc cây trong chán đời không à. Nhưng mà thôi cũng đúng. Tại vì nó đó giờ ở trong một cái cơ thể mà nó có phải là được ra sinh sống như bình thường đâu. Ê, nhưng mà cái này là thằng số bao nhiêu vậy? Số 3. Số 3 là ta đế. Thằng là thằng nào? Là ta đế đấy. Ta đế á? Đúng rồi. Được rồi, bây giờ tôi cần nghe nè. Bây giờ tụi mình thí nghiệm kiểu như là có một hất đi nào đó tấn công nó. Liệu cái sức mạnh của nó hay cái của nó có bộc lộ ra và đánh trả hay sao không? Thấy hợp lý không? Đây, Luca, đây đi. Luca ta hả? Đến đi. Trời anh nhậu với nó đi. Nó mạnh không vậy? Chắc là yếu yếu tí. Bây giờ nó qua cơ thể này là nó không có điều khiển sức mạnh được như trước đâu. Thử đi. Chắc không á, được rồi. Ba vô ba chạm luôn, không có nói nhiều. Ba vô là đập luôn. Nhanh lên. Rồi, chạy luôn. Rồi hàng ca. Rồi. Cái này sao nè. Chung quan sát nha, có gì ghi vô nha. Ta ra.
chơi không? Ủa sao quăng trứng vậy? Sao kia quăng trứng vậy? Đâu để coi sức mạnh của nó. Ui, hai đứa đều xài cái đắt ọt luôn hả? Chắc là chúng nó chưa biết sức mạnh của mình là gì. Ôi, hình như có vẻ như nhìn cái tên nó không có điều khiển những cái sức mạnh hồi xưa đúng không? Con có vẻ còn yếu đi rất là nhiều đấy. Hình như giờ mình có game bình thường thôi. À, như vậy thì càng tốt. Đỡ nó đỡ phải quậy phá hay mọi thứ lên. Ủa, nhìn kìa. Cái này có vẻ ổn đấy. Nó còn biết đánh nữa kìa. Trời ơi, nó còn la làng la lối ung sùm hết luôn. Ôi, có nghĩa như là nó yếu đi hay rõ hẳn luôn á. Quan sát thêm đi. Để coi thử coi nó có thật sự là như vậy hay không các bạn ạ. Sợ nó không phải là như thế đó mọi người. Hình như Luca đang trên cờ đó. Luca vẫn đang thắng kìa. Mày nè. Đúng là cái thằng này nó như một cái con hước đi bình thường thôi à, không khác gì cả. Ê, cái tên này yếu lắm. Trời ơi, còn nói tụi mình nữa chút. Mấy này nó tưởng mình đang dẫn người tới giết tụi nó hiếp bạ đúng không? Ừ. Mày là sức mạnh cho thôi. Mày la cho cố nè. Ôi hên, trời ơi, tính ra mấy con này nó cũng mạnh ghê ha, chứ mày đùa đâu. Đúng rồi, nó mạnh đấy. Để coi chạy luôn rồi chạy gì nhé cái vậy. Ủa sao ông bạn chạy Luca Luca của ông Red biết cái gì nhét quá vậy ta ra này. Nó có được tiếp xúc với Huggy nào ngoài ta đâu, nó chỉ biết có mình ta với nó à. Trời ơi, khứa một khứa này thì hướng nội, dạ. Khứa kia thì nướng hướng từ luôn. Ủa ra đâu vậy? Trời ơi. Xả chiêu quá là mạnh luôn các bạn ơi. Đây là nhân cách xả đế đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi nó không cao, nó nhiều lắm. Thôi cũng được rồi đó, thôi xuống ngang ngang thôi. Thôi được rồi, ta đế ơi, được rồi. Ta đế. Trời ơi, tôi tắm tóc nha nè. Được rồi, bây giờ tôi không có phải là dẫn người đến đánh ông đâu. Được rồi. Hiểu lầm thôi. Tụi tôi không phải là dẫn đây là người bạn của tôi. Tụi tôi đang không phải là tụi tôi dẫn đây để đến tấn công ông đâu, mà tụi tôi đang nghiên cứu tụi tôi đang thí nghiệm thôi à. Ta muốn kiểm tra xem là ngươi có bị vấn đề gì với cơ thể này không. Đúng rồi, tụi tôi đang muốn ta thấy là cũng ổn đấy. Đúng rồi, tụi tôi đang muốn đến kiểm tra thử coi sức mạnh hay là cơ thể mà bọn tôi trao cho ông nó có bị vấn đề gì hay không thôi. Tụi tôi thật sự không có muốn đánh nhau với ông đâu. Tụi tôi thí nghiệm thôi. Xin lỗi Luca. Ê, ra người kêu ta đánh xong rồi nó đánh. Xin lỗi ta, đi. Giờ kêu ta xin lỗi. Xin lỗi. Thôi được rồi. Cho bọn tôi xin lỗi vì không nói trước luôn nha. Tại vì cái này tụi tôi nói trước thì nó không phải là một thí nghiệm hoàn hảo được á. Nha. Xin lỗi nha. Thôi, tạm biệt. Cảm ơn, bây giờ ông có thể sống cuộc sống bình thường đi. Ông muốn làm gì ông làm, tụi tôi không có gây rối làm phiền nữa đâu. Và nếu mà có cần gì thì hay là ông bị ai ăn hiếp á thì kêu tôi. Ông mà bị ai ăn hiếp hả? Ok. Ai biết được lỡ có nhiều đứa nó mạnh lên sao thôi. Vậy thôi tạm biệt đây, cảm ơn. Bye bye. Ây, tính già khứa không phải không có sức mạnh như trước mà hắn ta cũng mạnh đến như vậy rồi. Luca còn phải về chừng nữa. Đáng có xìu. Thôi, bây giờ mình qua tiếp những cái nhân cách khác đi. Ta ra ơi, ông còn biết chỗ của ai không? Bên này chúng ta có nhân cách bá vương này. Bá vương hả? Wow, cũng càng đó. Đi, nhớ lên. Đại tài ơi, chuẩn bị đánh nhau tiếp nữa đó nha. Tụi tôi cần ông đánh nhau 5 đứa. Trời đất ơi. Trời ơi, ông có sức mạnh mà ông nhát quá vậy Luca. Quá ca. Trời ơi, sao nãy ngươi lấy lại cho ta làm tổng thống đi, ta mạnh hơn rồi. Không được. Tổng thống cái là nó nghi, nó biết liền đó ông nội ơi. Thôi cứ đi, mệt quá à. Trời ơi á. Nhanh lên ta ra ơi. Ta ra ơi. Sắp tới, nó ngay trước mặt á. Thấy gì đâu trời. Ôi. Có sờ cam không vậy, thấy ai đâu. Gì chết của tao là chính xác, không có chuyện gì đâu. Thấy rồi. Cái tên này nhìn y chang lên kia rồi. Khác cái màu xíu đó. Ui, tấn công luôn kìa. Rồi sao? Ôi, qua đây. Ây da, cái thằng này. Hiểu chiến hay ta tưởng đấy. Hiểu chiến, tao đồ bá vương mà. Nó muốn nó là nhất mà. Bên này coi là quan sát cho nó dễ mấy bạn ơi. Mày, ai à? Người nhập cuộc với nhau rồi kìa. Ui, vẫn bị đánh như bình thường rồi trời ơi. Ây. Ủa, mất tiêu nó rồi. Rồi, quay, tiền chiêu gì mất tiêu rồi kìa. Ây. Đây là đội đồ bá vương là cái hình diện số 1 đúng không? Ui né kìa. Luca né kìa. Ui thằng này né. Thằng này có thả được mấy cái quả cầu ha, nhưng mà nó không, mấy quả cầu này của nó không có như trước. Đúng rồi, quả cầu như khác hơn nè. Quả cầu này nó lăn chứ nó không có nổ như lần trước mấy bạn ơi. Lần trước là quả cầu mà quăng xuống một phát là nổ cái đống luôn, siêu kinh khủng luôn. Ồ, bị đánh rồi kìa, bị đập rồi kìa. Ây da.
chúng ta cần coi hết cả năm cái cơ thể luôn hả? Đúng rồi, ta cần coi hết 5 cái để coi đứa nào không ổn định thì ta thu về liền. Đấy, cái bạn kia đừng có chạy rồi. Chúng ta phải cần coi hết cho các bạn à. Tại vì nếu mà chỉ cần 5 đứa này mà một đứa có bị vấn đề gì thôi là rất là nguy hiểm. Tại vì những cái cơ thể này mà nó không phải như bình thường được các bạn à. Nếu mà nó thoát ra một phát thôi á, là nhiều khi á là sẽ gọi là tai họa đến với cả thế giới thức ghi luôn á. Mấy thằng Danny Penny này nó nguy hiểm lắm, nó không có đưa bình thường như tụi mình được. Ê, mày đừng có lăn nữa coi. Khứa luôn cả này, khứa này hài. Trời, tên ta đây tội đứng xa lắm không à. Thôi, tội đồ bá vương. Mặc dù đã là sử dụng cơ thể thường nhưng mà hắn ta vẫn sử dụng tiệt chiêu hay là đánh nhau rất là tốt luôn các bạn. Biết là tiệt chiêu của mình tầm xa nên chi chỉ ra xa xong rồi chơi những cái quả cầu vô. Thôi ôi, cũng mới xài đâu lại nhau đấy. Ta chói người lại nè. Ôi, mấy cái quả cầu của nó kinh khủng nha, không phải đùa đâu. Ai à. Ôi ôi, gặp cha nội Luca hướng nội này nữa. Trời ơi, tối ngày trong nhà rú không à, bởi vậy đánh nhau có đánh lại ai đâu, nhìn kìa. Rồi, được rồi, tội đồ bá vương, dừng ta, dừng ta. Rồi, bá vương. Đây, bọn ta đây, bọn ta đây, bọn ta đây. Bọn ta đây, bọn ta đây. Kìm hãm lại sức mạnh của mình đi. Ui nè, tao nóng mấy nha nè. Bình tĩnh lại đây, bình tĩnh lại đây. Tụi tôi không muốn tấn công đâu. Tôi kêu Luca đến đây chủ yếu là test sức mạnh thôi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi, thì phải test sức mạnh thì phải lao vô đánh nhau thì mới rõ được chứ. Tại vì tụi tôi đang muốn kiểm tra cái cơ thể này, khi mà ông sử dụng năng lực nhiều quá thì nó có vấn đề gì hay không thôi, hay là nó có sức mạnh của ông sau khi chuyển qua cơ thể này như nào thôi. Ờ đúng rồi, sức mạnh của ông bây giờ nó bị giảm bớt rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi, về sức mạnh này nói sai một tí thôi à. Bây giờ sức mạnh này của ông thật sự nó chỉ có 20-30% hay là 10-20% gì đó, nhiều tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà nhìn nó có vẻ yếu hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà ông cũng đánh ngang cơ được Luca thì cũng là một vấn đề đó. Trời ơi, ta này mấy cái thằng IA kêu ta đánh ngươi chứ không phải ta đâu nha. Cho ta giảng hòa đi. Đúng rồi, đúng rồi, hai người giảng hòa nhau cái đi. Bắt tay xin lỗi cho đi. Trời ơi, tụi mình thí nghiệm thôi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Thôi bây giờ ông muốn làm gì làm đi, tôi phải đi thí nghiệm thêm những cái người khác nữa, tụi tôi kiểm tra nữa. Cảm ơn nhiều nha. Rồi đồ bá vương. Rồi, ok. Ông cũng biết điều rồi đó. Tôi thấy những tội đồ Danny Penny quay đầu là bờ rồi, thấy vậy thì cũng vui. Thôi, đi những cái khác thôi, ta ra ơi, nhanh lên. Bye bye nha. Rồi, đi thôi. Không biết bây giờ những cái cơ thể khác bây giờ nằm ở đâu nữa đây, định vị lẹ đi. Rồi. Rồi, bên này. Ok. Đây, theo ta theo. Đây, nó kia. Con này là gì? Cái này là gì? Đây là gì? Ta ra. Đây chứ, tụi đồ diệt sát. Diệt nó sát. Đang ngồi chiều dưới bóng cây. Số mấy vậy? Hình như nó là 3, số 2. Số 2, hình như số 1 với số 3 mình thấy rồi. Hình như đây là số 2 đó. Số 2. Ui, sức mạnh nữa kìa. Được rồi đó, ông hãy phải làm gì đó. Để làm gì đó. Đúng rồi, ta biết rồi, để ta đi. Cố lên. Tội đồ diệt sát thì cũng là một há. Tôi biết cái tội đồ diệt sát rồi. Tội đồ diệt sát là có một cái cánh siêu đẹp luôn á các bạn. Đó, để vậy còn có cái bạn có cái tay tay thay ra nữa. Lộn ơi, để cho mày gọi cái gì vậy. Rồi, đánh nhau rồi, va chạm nhau. Ôi trời ơi, trốn ra sau đi, trốn ra sau mình. Là thằng này quánh nó văng ra xa vậy. Ui mạnh nha, tội đồ diệt sát mạnh nha. Mày hay. Ui một khi là Luca banh mút chỉ cà na luôn các bạn, chứ không có vụ mà nhốt vô cái bóng đánh đánh như này. Ôi trời ơi, đã vậy mà còn bị hành nữa kìa. Luca này nó yếu quá, bạn ông phải nâng cấp cho thằng bạn ông đi, tôi nói thiệt á. Nó yếu xìu thế này chắc phải cho chỉ công nghệ thôi. Ui trời ơi. Ờ, nhưng mà ông kiểm tra thử coi chỉ số của tọa độ diệt sát vẫn là ổn định không? Đúng rồi, nó còn ổn định. Vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình đúng không? Đúng rồi. Thôi vậy thôi được rồi. Dừng lại thôi. Trời ơi, tí nó đánh nhau vậy là nữa là tội nghiệp cái thằng Luca lắm các bạn ơi. Luca Waka nó bị đánh, nó bị hành quá trời luôn rồi kìa. Được rồi Luca ơi. Dừng lại đi. Quá đủ rồi. Đây là bọn ta đây, bà Iha đây. Tụi tôi không phải là những người muốn tấn công ông đâu.
Trời ơi, đây để tôi giải thích. Thật ra là bọn tôi đang cố nghiên cứu thôi. Và tụi tôi đã cho Luca dẫn theo để đi tấn công ông, để chủ yếu là xem những chỉ số trong cái cơ thể này nó có bị trục trặc cái gì không, hiểu không? Thì đương nhiên là không có nói trước rồi. Nói trước thì bại lộ hết mọi chuyện sao được. Thôi cảm ơn nhiều nghe. Thôi thôi Luca xin lỗi đi, tụi mình đi qua ha. Bạn bông à, xin lỗi á, vẫn hoài, đừng có đánh ta nữa. Đúng rồi, Luca không có ý đó đâu. Thôi, làm gì làm đó, chúc ông vui vẻ trên con đường ông đã chọn. Thôi đi luôn. May mắn nha, tạm biệt. Thôi nhưng mà khứa này hay gặp suy tàn đi. Ê, suy tàn là bao nhiêu? Còn bao nhiêu to nó vậy? Số 5 à? Trời ơi, tội đồ suy tàn là tội đồ mạnh đó nha. Mạnh nhất đó. Thôi rồi, tao không có lạnh rồi. Đây. Let it go. Đâu, chỗ này chẳng không gần hả? Lâu kỳ vậy? Thấy đâu? Dạ, đang nghe cái gì kìa? Đang sử dụng chiêu gì vậy? Ôi, này có âm mưu mua đồ đang muốn phá hoại thế giới à? Ui, làm gì bên đó sao mà nổ một cục vậy? Để ta đi qua đánh hắn luôn nha. Rồi rồi, đánh đây, đánh đây. Tội đồ này, tội đồ suy tàn, tội đồ mạnh nhất đó nha. Cẩn thận. Chết đây nha. Cẩn thận chết đó. Giống mi tình kỳ mày. Ôi trời ơi. Đúng là tội đồ suy tàn nó mạnh. Mấy bạn ơi. Bình tĩnh nè, bình tĩnh. Ôi ôi trời ơi, Luca bị hành rồi. Ta đã xin nó xuống rồi không nữa, nhưng mà tư thiết của nó vẫn còn nằm trong sự ổn định nên là thắng gì à. Chỉ số vẫn còn trong tầm kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Thấy là ổn lắm. Ấy quá ok rồi. Trời ơi, nó quăng mấy cái xương mà hồi xưa kìa. Ồ, ây da, này hả? Nó còn xài được nhưng mà nhỏ xíu à. Ủa đâu rồi? Rồi, đánh nhau ở dưới rồi. Cẩn thận nữa. Thôi, tôi đang chạy coi cho nó dễ. Ôi, Luca này. Đúng là tội đồ suy tàn. Mặc dù đã qua một cái cơ thể nhân tạo nhưng mà mọi thứ vẫn trông rất là kinh khủng luôn á mọi người. Wow, ui Luca. Lọt xuống cái hố luôn các bạn ơi. Anh đồ. Rồi, không đánh nữa. Ok, thôi đó, cứu nó đi. Tội đồ suy tàn. Tôi nè, hello. Bọn ta đây. Ơi, tôi xin lỗi, tụi tôi không phải là muốn tấn công đâu. Tụi tôi đang nghiên cứu với lại kiểm tra thử coi sức mạnh hay là cơ thể của ông vẫn còn đang trong tầm kiểm soát hay không thôi. Vẫn gọi đúng là có bị có ổn định hay không, nó có bị lỗi hay trục trặc gì không á mờ. Trời ơi, tụi tôi phải thử cách đó thì tụi tôi mới gọi là lấy được cái chỉ số chuẩn nhất, không hiểu không? Ví dụ, kiểu như ông phải tự bộc phát sức mạnh ra thì nó sẽ như nào ấy. Hiểu không? Thôi, có gì thông cảm cho bọn tôi đi. Luca nó sợ, nó trốn luôn rồi kìa. Ôi, trời, công nhận. Mặc dù sức mạnh ông bị giảm xuống thành một cái cơ thể nhân tạo nhưng mà sức mạnh ông vẫn còn rất là kinh khủng, là vậy là quá tốt rồi đó. Đúng rồi. Thôi, đi đâu đi đây, cảm ơn ông nhiều nha. Xin lỗi cái đây kìa. Xin lỗi, ý ra người đánh ta luôn á, xin lỗi ai. Thôi, ta xin lỗi. Rồi, tạm biệt nha, Danny Benny, tội đồ suy tàn, bye bye, cảm ơn ông nhiều. Rồi, cuối cùng thôi. Anh cuối cùng số 4 không ta? Ê, thôi, tao không đánh nữa đâu. Một tên nữa thôi, ủa, Luca đâu có tiêu rồi, trốn rồi. Anh tên thôi, Luca ơi, cố lên. Luca đâu rồi? Đây nè. Lẹ đi, ông nội ơi, còn đứa cuối cùng thôi à, ông nhát quá vậy. Trời ơi, nó đánh tao túi bụi luôn mấy à. Nhưng mà hắn ta mạnh thiệt nha. Luca còn phải e dè nữa các bạn ơi. Này, mà tôi thấy ông còn chưa bung hết sức mạnh của mình mà ông có chơi cái chiêu gì á. Trời ơi, tao có mấy chiêu đó. Tao chỉ lại này là xưa mày mạnh lắm mà, sao giờ mày chơi thế? Cái này là thử mà, chứ đâu phải là tao chơi thiệt đâu. Đúng, nó giao lưu võ thuật cái nhẹ đúng không? Ừ, đúng rồi. Ui, tôi thấy nó rồi. Trời, xa quá. Nó thật lâu vậy. Kẻ đang làm gì trong phòng đó kìa. Để tao vô đi. Tay còn dài nữa, thiệt tình. Trời ơi, có gì đâu mà than thở dư mày. Có gì đâu mà than. Đi đâu có gì đâu. Trời ơi. Không phải Danny riêu kia được rồi. Mấy tội đồ này có gì đâu, yếu xìu. Đúng rồi, yếu xìu. Ê, tên kia mà lại trời gì ở đây vậy? Rồi, tới rồi. Ui ôi, quất luôn rồi, đã quất luôn, quất luôn rồi. Ui ôi, ôi, tao ác rồi, ác thiệt chứ. Giờ nó quất liền luôn mà. Trời ơi, mấy cái tên này. Ôi, chạy à, Luca chạy xuống cái quần luôn các bạn ơi. Trời, yếu quá Luca. Ừ, Luca này yếu thiệt chứ. Ai tên mày cũng mạnh dữ trời. Đúng là cái mày hay cái tội đồ mà số 4, số 5 là tội đồ gì cái gì quên bà nữa mày. Thằng bị suy tàn. Nãy suy tàn lúc nào nó cũng mạnh má ơi. Ê, giết con bò hả? Tưởng giết Luca không hả chứ? Ôi, 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 ôi,
Ê, đi đâu vậy? Đánh gì vậy? Ai à? Trời ơi, ui giời ơi, tụi nó đánh lộn với nhau rồi, xẹo dưới luôn rồi, kệ ta ra ơi. Ơi, nó bay chiều qua đây luôn. Trời ơi, ui giời ơi, nó bắn kìa, trời đất ơi, là trời. Ú là trời, ú là trời, ú là trời, đứng từ xa nó bắn. Nó chọi ký sinh trùng vô các bạn ơi. Hết lên luôn. Ôi giời ơi, lũi giời ơi, lũi nhìn luôn cả. Ở nhưng mà chỉ số ổn không vậy? Vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Ok ok, vậy là vẫn vẫn ok rồi, vậy là ổn hết rồi. Đi chung ơi, con đứng từ xa chọi cái con gì ngoài vậy? Ai da, ai da. Ôi được rồi, giúp đi, giúp đi. Chỉ số ổn rồi, được rồi. Ôi dừng lại đó, dừng lại đó. Tạc ơi, tôi nè, Hi Ha nè. Tạc ơi, ta là Hi Ha nè. Ta ra với lại Hi Ha đây. Thằng kia là người của tụi tôi, đừng đánh tụi nó, cho tội nghiệp. Trời ơi, tụi tôi đang muốn thí nghiệm với lại kiểm tra thông số của cơ thể này có bị vấn đề gì không thôi. Rồi kiểm được chưa hả? Kiểm được chưa kìa, ta ra, ok không? Được rồi đó, rồi đó, bây giờ thì cậu này cậu đi được rồi đó. Được rồi, ổn rồi đó, bây giờ muốn đi đâu thì đi đây. Tạm biệt. Được rồi, tạm biệt nha, đi cẩn thận. Thôi rồi ơi, sorry. Thôi, cuối cùng cũng xong hết rồi. Thôi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát ổn hết mà đúng không? Tất cả mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của ca. Ủa vất vả. Đúng rồi, anh ta vậy kiểm soát tao, đánh tao đủ rồi luôn nè. Trời ơi, không kiểm soát tao chết rồi đó. Đúng rồi, không kiểm soát là mày chết rồi đó con. Ôi, dạ. Đi về thôi. Trời ơi, một ngày quá mệt mỏi rồi. Vậy là mình kiểm xong hết 5 cái nhân cách rồi nha các bạn. Khỏi cái thắc mắc là trời ơi anh Nia ơi, không biết năm những nhân cách đó có kiểm soát được hay không. Đó thì hôm nay các bạn thấy rồi đó, mọi thứ đã trong tầm kiểm soát hết tụi mình. Và tụi mình đang để im cho bọn họ sinh sống bình thường hết có thể. Thôi video này đến đây đó nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn nhiều video tiếp theo. Bye bye.